liên quan đến việc gia đình ông Trần Văn Hạ có đơn khiếu nại tố cáo chính quyền cố tình không hoàn tất thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có công văn số 66/2019/VPLS gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đề nghị xem xét tạm dừng việc cưỡng chế thu hồi đất. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, Văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có công văn số 66/2019/VPLS gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đề nghị xem xét tạm dừng việc cưỡng chế thu hồi đất đối với nhà đất tại số 1 Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt, nơi mà gia đình ông Trần Văn Hạ đang quản lý sử dụng để chờ đợi kết quả giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo công văn trên, Văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận trách nhiệm tư vấn pháp luật và cử luật sư tham gia bảo vệ lợi ích hợp pháp của ông Trần Văn Hạ là người khởi kiện trong vụ án hành chính khiếu nại quyết định hành chính nhà nước trong lĩnh vực đất đai mà người bị kiện là Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt. Vụ án đã được xét xử phúc thẩm và tuyên bản án số 230/2019/HC/PT ngày 8 tháng 5 2019. Tuy nhiên, đến nay ông Hạ đã có đơn khiếu nại gửi đến ông Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm số 230/2019/HC/PT ngày 8 tháng 5 2019 theo thủ tục giám đốc thẩm. Vì lẽ đó, Văn phòng luật sư chính pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt xem xét tạm dừng việc cưỡng chế thu hồi đất để chờ kết quả giải quyết. Từ khi mà được quyết định hóa giá nhà trên thì tôi đã tiến hành làm các cái thủ tục nộp tiền hóa giá, xong không hiểu vì lý do gì Sở Xây dựng Lâm Đồng không cho tôi giấy để tôi ra kho bạc nộp tiền, mặc dù tôi đã đóng tiền lệ phí hóa giá. Cho nên quyết định hóa giá nhà cứ như thế là kéo dài mãi. Nhưng mà tôi làm đơn khởi kiện nhiều lần, không có một cái văn bản nào, một cái quan điểm nào, một ý kiến nào hoặc một cái văn bản, một cái quyết định nào bác bỏ cái quyết định đã hóa giá nhà cho tôi từ năm 93. Và trong thời gian ở trên thì tôi vẫn cứ nộp thuế sử dụng đất. Sau khi mà luật đất đai năm 93 có hiệu lực và nhà nước bắt đầu thu thuế thì tôi đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng như đất ở suốt nhiều năm cho tới năm 2011. Được biết hiện nay hoàn cảnh gia đình ông Trần Văn Hạ vô cùng khó khăn. Đây là chỗ ở duy nhất mà gia đình ông sử dụng liên tục từ những năm 1984 để ổn định cuộc sống. Việc cưỡng chế thu hồi đất thời điểm này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Hạ.